Vậy là chỉ còn gần một tuần nữa thì Olympic Paris 2024 sẽ chính thức khởi tranh. Người hâm mộ thể thao nói chung và người hâm mộ cầu lông nói riêng chắc chắn đang rất háo hức để được chìm đắm vào cái trận cầu đỉnh cao. Những tuần qua, FB Sport đã mang tới cho anh em top 3 ứng cử viên huy chương vàng cho các nội dung nam. Thì hôm nay sẽ là video dành cho các tay vợt nữ ở nội dung đơn nữ, nơi sẽ có niềm hy vọng cũng là niềm tự hào của cầu lông và thể thao Việt Nam, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thi đấu. Vậy liệu Linh có thể tạo nên bất ngờ trước những tay vợt sừng sỏ thế giới hay không? Hãy cùng đội ngũ FB Sport tìm câu trả lời trong video top 3 ứng cử viên huy chương vàng ở nội dung đơn nữ tại Olympic Paris 2024. Trước khi bắt đầu video, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người bằng cách like, share, subscribe và bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn về cầu lông của tụi mình. Và mình là Phố Đen, các bạn đang theo dõi cộng đồng yêu cầu lông FB Sport. Ở vị trí ứng cử viên số 1 cho chiếc huy chương vàng danh giá của Thế vận hội năm nay, chắc chắn phải là tay vợt số 1 thế giới, niềm tự hào của cầu lông xứ sở Kim Chi, Hàn Quốc, An Se-yong. Đây là lần thứ 2 tay vợt trẻ của Hàn thi đấu tại đấu trường cầu lông lớn nhất thế giới. Ở kỳ Olympic gần nhất tại Tokyo, An Se-yong đã chịu khuất phục trước nhà vô địch Chen Yufei ở ngay vòng tứ kết. Tuy nhiên, ở kỳ Thế vận hội lần này, vị thế của bé An đã khác, đã là một phiên bản An Se-yong hoàn thiện hơn, chính xác hơn, bản lĩnh và bền bỉ hơn. An Se-yong dường như thi đấu khác xa so với tố tuổi 22 của cô. An Se-yong luôn rất bình tĩnh xử lý mọi tình huống cầu và chớp nhoáng kết thúc khi đối thủ có bất kỳ sai sót nào. Thứ duy nhất có thể cản chân bé An đến với tấm huy chương vàng lúc này chắc là chấn thương đầu gối của cô, thứ đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích trong năm nay của bé An. Tuy vậy, An Se-yong vẫn kịp mang về một chiếc vô địch Super 1000 tại Malaysia và hai chiếc vô địch Super 750 tại Pháp mở rộng và Singapore mở rộng. Đồng hành cùng hành trình săn vàng Olympic lần này của An Se-yong sẽ lại là siêu phẩm cực hot của nhà Yonex, Aatrox 77 Pro. Sản phẩm hiện đang có tại hệ thống các shop cầu lông của FB Sport. Nếu là một người hâm mộ trung thành của bé An thì đừng bỏ lỡ cơ hội được sở hữu một siêu phẩm vợt giống idol của mình nhé. Đối trọng lớn nhất với An Se-yong, kỳ phùng địch thủ luôn có mặt trong những trận chung kết kịch tính cùng bé An và cũng là người đứng thứ hai trong danh sách ứng cử viên cho chiếc huy chương vàng Olympic Paris 2024 lần này, chính là đương kim huy chương vàng ở kỳ Olympic Tokyo lần trước, tay vợt nữ số 1 Trung Quốc, Chen Yufei. Không ngoa khi nói Chen Yufei sẽ là huyền thoại cầu lông tiếp theo của Trung Quốc khi cô đang mang về vô vàn những thành tích cho nền cầu lông mạnh nhất thế giới, trong đó đáng kể nhất là tấm huy chương vàng Olympic danh giá khi chỉ đang ở độ tuổi 26. Sẽ còn rất nhiều thời gian để Chen tiếp tục cống hiến cho cầu lông Trung Quốc cũng như là cầu lông thế giới. Với bộ di chuyển rất tốc độ cũng không kém phần uyển chuyển, những tình huống điều cầu của Chen Yufei luôn đầy toan tính và gây khó chịu vô cùng cho đối thủ. Bên cạnh đó, những tình huống tấn công đập cầu của cô luôn rất nhanh và hiểm hóc, tất cả tạo nên một Chen Yufei hoàn thiện và không ngại bất kỳ đối thủ nào. Chỉ có một An Se-yong quá lì lợm trong phòng ngự mới khiến Chen Yufei mất đi thế độc tôn ở nền cầu lông nữ thế giới. Tại kỳ Olympic lần này, Chen Yufei và An Se-yong chắc chắn là trận chung kết trong mơ của rất là nhiều người hâm mộ cầu lông trên thế giới. Trong năm nay, Chen Yufei đã kịp mang về cho mình những danh hiệu cho sự nghiệp lẫy lừng của mình. Đó là chiếc vô địch tại Super 1000 Indonesia Open và chiếc vô địch cùng đội tuyển nữ Trung Quốc tại Uber Cup 2024. Giống như An Se-yong, Chen Yufei cũng chọn đồng hành cùng siêu phẩm Aatrox 77 Pro cho hành trình sắp tới của mình. Và FB Sport rất hân hạnh để cung cấp sản phẩm trên nếu anh em cũng có cùng lựa chọn như tay vợt số 2 thế giới Chen Yufei. Ở vị trí top 3, đội ngũ FB Sport đã rất phân vân khi có rất là nhiều những tay vợt nữ xứng đáng được đứng trong top 3 ứng cử viên cho tấm huy chương vàng. Như nhà vô địch Olympic Rio 2016 Marin, bé mèo ú Nhật Bản Yamaguchi hay là tay vợt Trung Quốc đang lên Yan Hiji. Tuy nhiên, có lẽ là vị trí này sẽ rất xứng đáng dành cho tay vợt nữ kỳ cựu người Đài Loan Tai Yu Jin. Nhất là khi đây có thể là lần cuối cùng chúng ta được xem những bước chạy của huyền thoại cầu lông Đài Loan trên thảm cầu lông thế giới. Tuy đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng Tai Yu Jin vẫn rất bền bỉ. Bằng chứng là trong năm nay cô đã có những thành tích đáng kể như là chiếc vô địch Super 750 tại India Open. Lối đánh mạnh mẽ đã làm nên thương hiệu, kèm theo đó là những kinh nghiệm dày dặn càng khiến Tai Yu Jin trở thành một đối thủ khó nhằn với bất kỳ những tay vợt nào khác. Một lý do nữa để có thể tin vào một kỳ Olympic thành công dành cho Tai Yu Jin đó là sự quyết tâm trả mối thù ở trận chung kết Olympic lần trước đó với Chen Yufei và khát khao đạt thành tích cho kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp. Và đồng hành với Tai Yu Jin tại kỳ Olympic quan trọng nhất sự nghiệp sẽ là cây vợt làm nên thương hiệu của cô, Victor Trotter Tai Yu Jin. Và đó là quan điểm của đội ngũ FB Sport về top 3 ứng cử viên cho huy chương vàng nội dung đơn nữ tại kỳ Olympic Paris 2024. Không loại trừ khả năng sẽ có bất ngờ tại kỳ Olympic lần này, nhất là đối với những môn thể thao có tính đối kháng như cầu lông. Nên là không phải không có cơ hội cho niềm hy vọng Nguyễn Thùy Linh của chúng ta có thể tạo nên địa chấn và làm rạng danh thể thao nước nhà. Hãy cùng chờ xem nhé. Còn anh em thì sao? Anh em nghĩ ai sẽ là người giành được tấm huy chương danh giá tại Olympic?
hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Nhớ nhấn like, share, subscribe và bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sắp tới của FB Sport nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.